Chào tất cả các bạn, thì hiện tại mình nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn như nhắn tin vào trong fanpage cũng như là bình luận ở trên các video trên youtube đấy Thì đôi khi là mình bận công việc cũng như là mình không thể trả lời hết được tất cả các bạn á và đôi khi là soạn tin thì các bạn không hiểu rõ được cái vấn đề đấy nên ở đây thì nếu mà các bạn nào mà nhắn tin cho mình hoặc bình luận chưa kịp được phản hồi của mình ấy thì bạn có thể tham gia vào group vào nhá thì group của chúng mình thì bây giờ đã được gần 9.000 thành viên rồi ở trong đây các bạn uh, chia sẻ tài nguyên rất là nhiều cũng như hỗ trợ kiến thức cho nhau rất là tốt vì có rất nhiều bạn giỏi đấy thì bạn cứ post bài vào trong đây nếu các bạn đang có nhu cầu hoặc các bạn có vấn đề cần giải quyết ấy, thì các bạn post vào đây để mọi người hỗ trợ các bạn nhá thì link của group cũng như là fanpage thì mình sẽ để dưới mô tả cũng như là ghi mọi bình luận để cho các bạn có thể dễ dàng tìm bạn nhé và trong các video sau thì mình nếu mà có nhiều câu hỏi đây thì mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ trả lời cho các bạn. thì khi trả lời như vậy thì mình sẽ có những cái hướng dẫn luôn ở trên video thì các bạn dễ hiểu hơn đấy. để cho tránh cái tình trạng là nhắn tin thì đôi khi là các bạn chỉ xem tin nhắn thì các bạn sẽ không rõ được cái vấn đề đấy mà xử lý nó không được triệt để nhá. thì trong video này thì mình cũng trả lời một câu hỏi của một bạn. bạn này hỏi mình về cái vấn đề là có nên dùng các file template có sẵn để edit video cũng như là những cái file làm việc có sẵn cho phần mềm thiết kế không? vì có nhiều người nói với bạn là sử dụng nhiều file đấy thì nó sẽ không tốt cũng như bạn hỏi là tại sao mình chia sẻ nhiều về các phần mềm của bộ adobe mà không thấy rằng mình làm các phần mềm khác à, thì đầu tiên về cái vấn đề mà có nên sử dụng các file template không thì um, mình sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình một chút các bạn nhé thì theo quan điểm cá nhân của mình về vấn đề sử dụng file template có sẵn này là nên các bạn nhé thì ngoài việc các bạn có thể có những cái file tài nguyên đẹp thì các bạn còn có thể học được những cái cách làm việc của người ta, cách sắp xếp của người ta. ví dụ như file này các bạn học được cách sắp xếp thư mục này, cách sắp xếp file này, rồi những hiệu ứng sử dụng này nó cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp nhá. và những cái file trong Illustrator này các bạn có thể học được những hiệu ứng này, rồi cách phối màu làm sao cho nó đẹp, rồi những cách sắp xếp file nữa các bạn thấy rằng những cái này mà nếu mà mình sử dụng bình thường thì mình không có kỹ năng đấy mình cần những cái file chuyên nghiệp này đối với những cái file này thì mình đã từng chia sẻ với các bạn rất nhiều trên kênh đấy mình có hướng dẫn luôn đấy để các bạn tham gia vào các group các bạn sẽ được rất nhiều người chia sẻ cũng như các bạn thấy trên facebook cũng có rất nhiều group chia sẻ cho các bạn ngoài ra thì các bạn mua những cái file riêng thì các bạn có thể lên những cái trang như evento chẳng hạn các bạn thấy rằng rất nhiều trang bán những cái file này những cái tài nguyên này mà đôi khi những người làm về thiết kế làm về edit thì gần như cần phải sử dụng các bạn nhé Uh, nhưng nghĩa là mình đừng quá lạm dụng có nghĩa là chẳng hạn như các bạn tải một cái banner về mà các bạn sao chép toàn bộ thì cũng không nên vì nó không có sự sáng tạo hoặc là các bạn thiết kế một cái logo mà các bạn đi lấy những cái mẫu sẵn như thế này rồi các bạn thiết kế cho bạn giao cho khách thì nó sẽ không được hay các bạn nhé có nghĩa là mình học hỏi nhiều hơn đối với cái phần thiết kế e, và phần edit cũng vậy edit thì mình có thể sử dụng được những cái mẫu đấy vì khi các bạn tùy biến nó ra của riêng mình thì nó đã khác rồi và ngoài ra các bạn còn có một kỹ năng thật tốt thì các bạn mới tùy biến được chứ giống như một số người hoặc là những cái bạn ngoài ngành đấy các bạn nghĩ rằng ở bây giờ sẵn những cái mẫu đấy các bạn chỉ cần ném nó vào trong uh, phần mềm và các bạn nhấn vài cái là nó ra nó không thể được như vậy các bạn nhé thì đấy là một những cái quan điểm sai lầm mà ngày trước mình đã thấy có cuộc tranh cãi ở trên facebook thì một số người cho rằng là bây giờ những cái file template đó, sử dụng quá nhiều nó khóa quá, quá giống nhau hoặc là uh, các bạn làm nó dễ dàng quá đấy thì nó sẽ không có kỹ năng cao có nghĩa là mình không quá làm dụng thôi còn đâu khi các bạn sử dụng nó phù hợp thì mình thấy nó là tốt các bạn nhé ok tiếp theo là về câu hỏi bạn ấy hỏi mình về cái vấn đề là Thì thấy mình sử dụng các phần mềm trong bộ của adobe mà không thấy sử dụng các phần mềm khác thì thực ra mình có ở trên kênh mình có chia sẻ với các bạn về và prodi này và camtasia này và hiện tại camtasia mình vẫn sử dụng nhé mình vẫn hay sử dụng để edit các video quay màn hình cho các bạn xem này cũng như một số video nhẹ này, đơn giản này thì mình vẫn sử dụng camtasia vì nó nhanh nhẹ và có hiệu ứng của nó thêm rất là nhanh nó không cầu kỳ thì mình nên sử dụng trên camtasia nhé ngoài ra có rất nhiều phần mềm chuyên nghiệp như là các bạn sử dụng uh, Final Cut ở trên Mac này, rồi các bạn có những phần mềm DaVinci nữa, thì rất nhiều người đang sử dụng nhưng mà những phần mềm đấy thì kỹ năng mình không tốt nên mình cũng không dám chia sẻ với các bạn và mình sử dụng cái bộ phần mềm của Adobe là mình thấy khá là đầy đủ và cái thứ hai nữa là sự đồng bộ các bạn nhé. Thì khi các bạn sử dụng các phần mềm trong bộ của Adobe như là các bạn sử dụng After Effects này, các bạn sử dụng Premiere này, Illustrator này, hay là Photoshop thì các bạn có thể đồng bộ với nhau được rất tốt các bạn nhé ví dụ như các bạn có một cái file Illustrator những cái file vector này các bạn có thể mở được cái file đấy trong After Effects để bạn có thể tạo những hiệu ứng chuyển động cho nó các bạn có thể mở được cả những cái file Photoshop ở trong phần mềm Premiere để bạn có thể sử dụng được các hiệu ứng hoặc là các file mà các bạn chỉ có thể làm được ở trên Photoshop hay là trên Illustrator thì các bạn mở được ở trong những phần mềm này. Nó quan trọng nó đồng bộ với nhau, các bạn thì liên kết lấy được tài nguyên của cái này cho cái kia để các bạn làm việc. Ngoài ra thì cái hệ tài nguyên hay là những cái file chia sẻ của các phần mềm này nó khá là nhiều các bạn nhé. Gần như các bạn tìm ở đâu cũng có. Và ngoài ra khi các bạn đi làm việc, các bạn xin ở công ty nào hay là các bạn làm việc ở đâu thì thì các bạn biết về các phần mềm của Adobe thì các bạn xin việc nó sẽ dễ hơn vì người ta sử dụng nó nhiều hơn các bạn nhé. Ý ở đây là cái theo quan điểm của mình như vậy. Còn có một số phần mềm khác thì mình thấy là cũng rất nhiều người sử dụng các bạn nhé thì đấy là cái chia sẻ của mình một chút về câu hỏi như thế này à, thì tiếp theo các video sau thì các bạn cứ đặt câu hỏi mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ làm các video hướng dẫn các bạn nhé ngoài ra nếu mà các bạn mà muốn xử lý cái lỗi nhanh luôn thì các bạn có thể post bài trong group bạn nhé ở trong đấy mọi người sẽ giúp đỡ nhau rất là nhanh và có rất nhiều người giỏi các bạn nhé mọi người sẽ chia sẻ cho nhau để mình giải quyết được cái vấn đề của mình ngay lập tức để tránh các bạn phải chờ đợi lâu và khi công việc của mình đang cần thiết các bạn nhé